Ôi, hẹ của mình hôm nay được như vậy rồi nè các bạn. Đó, coi như mình cắt hẹ tới nay được 4 ngày rồi các bạn, mà nó lên nhanh dễ sợ luôn các bạn ơi. Còn hẹ ở trong cái chậu này á, các bạn biết sao không? Nó hết chất rồi, cho nên nó không có phát triển nhanh bằng cái hẹ của mình. Đây, đây bờ hẹ này hẹ của mình nha. Còn hẹ này của người ta cho nè. Trong cái này là nó hết đất rồi các bạn. Đất nó không có chất á các bạn, cho nên hẹ nó không phát triển. Mặc dù là mình cũng tưới phân cá như là hẹ của mình thôi, nhưng mà hẹ của mình á là mình tưới cùng hô, mình bón, mình trồng bằng phân cùng hô các bạn. Cho nên á là nó lên nhanh lắm các bạn. Đó, các bạn thấy nó nhanh luôn. Đó. Quá chừng đã luôn. Bây giờ các bạn đi hái củ cải trắng với mình nha. Các bạn biết sao mình trồng củ cải trắng mà làm như mình không có tay trồng sao các bạn ơi? À, củ cải trắng của mình nó không có củ, thì mình tưởng rằng là củ cải trắng hiện như nhau, nhưng mà thật sự là có hai loại rồi các bạn ơi. Cái loại củ cải này á, cái lá của nó mướt lắm, lá nó mướt rượt rồi các bạn. À, mà nó không có cho củ ha, mà nó lên bông rồi. Còn cái cây củ cải này nó có củ nè các bạn nè. À, nó có củ nha. Nè. Đây, cây củ cải nó có củ á, thì cái lá nó dày nè các bạn nè. Cái lá của nó dày. Ha, ngộ quá các bạn ha. Đó, lá của nó xấu xí nè, nhám nhám nữa. Mà mình nghe người ta nói là ăn được luôn á các bạn. Cái củ của nó đây. Đó. Mà hầu như là mình trồng củ cải kiểu gì á toàn là bông không à. Có một hai củ thôi. Trong này có củ không đây? À có củ nè. Đó, trồng hai hộp. Hai hộp thì một hộp cây có củ, một hộp này không cho củ. Bây giờ á mình nhổ cái củ cải này mình ăn đi nè các bạn. Nó vậy bao giờ nó có củ ha, mà nó có bông rồi. Thôi mình nhổ đi, mình không có để đâu. Để tưới thấy nóng ruột quá. À. Cho nên mình nhổ. Mình nhổ là mình vô mình ăn. Chứ giờ mình để là nó cũng không có củ đâu các bạn. Tại vì mình đợi lâu lắm rồi. Mình đợi lâu lắm rồi, nó không có cho mình củ. Cho nên là mình nhổ non mình ăn đi cho nó ngon ha các bạn ha. Chờ đợi nó cũng không có củ đâu, chờ làm gì ha các bạn ha. Cái đám cải ở trong kia mới vui nữa kìa, con chuột nó ăn của mình. Rồi cái mình mới nói là à đây, hai củ thì mình nhổ một củ đi. Đó. Mình nhổ củ này nè. Đó, còn cái này là nó sẽ có củ nè, các bạn thấy không? Nó đó có củ sẵn nè, nó hình củ nè, đó. Để cho nó hình củ ha. Đó. Bây giờ cái cây củ cải này là mình nhổ nè. Củ cải này là mình nhổ nè, mình không để đâu. Đó, bành lớn này có bông nè các bạn nè. Có bông rồi nè. Trồng củ cải mà vui ghê á. Còn cây này cây gì đây? Su hào. Yeah, su hào. Ủa cây này cây củ cải có củ. Không nhổ, lỡ rồi, lỡ nhóm chân nữa rồi. Nhổ đi cho nó trống đi làm cỏ luôn. Để không có ăn được. Đây, mình trồng hai hộp, ba hộp vô mà nó lộn giống rồi. Về yeah, cái này nó có củ, cái này không có củ, cái này không có củ thì nhổ cái không có củ đi. Rồi nhổ luôn cái có củ luôn rồi các bạn ơi, đây. Củ mới bé bi đã bị mình nhổ luôn rồi, tại vì nó quấn vô vậy nè. Ôi nó quấn vô vậy nè. Cho nên là mình lỡ nhổ rồi, thôi nhổ luôn đi. Còn cây này là cây gì? Nhổ luôn. Nó cho nó thông thoáng thoáng này đi. Mà may nó còn cho mình được được củ. Vui quá. À. Ta trồng đây đây trồng hai hạt thì hạt này thì có hình dạng cái củ. Cái này không có củ mà đã có bông nè các bạn nè. Còn hai cái này là nó có củ nè. Đó cho nên giờ mình giờ để lại cho nó có củ ha. Đó, mình trồng cải của mình ngộ quá. À. Đây, cái củ này cũng bự lắm đấy các bạn nè. Nè thấy không? Củ cũng bự lắm chứ bộ. Chẳng qua là chắc lúc mà mình để giống hai cái gần nhau mình lấy mình làm lộn rồi, cho nên giờ giống của mình là nó cà chớn vậy đó. Hơi cha vui lắm,
Mình trồng củ cải nó không có củ nhưng mà nó mọc quá các bạn, nó mọc rài á, kiểu nó bay hạt rồi nó mọc á thì nó lại có củ. À cái này nó có củ rồi nha, nó không phải là cây ấy đâu, nó chưa có bông thôi. Cây nào có bông là mình xử đi, mình xử đi, mình chừa đất để cho cái cây củ cải nó lên, mình làm cỏ luôn, thấy đường làm cỏ luôn chứ nó kín mít không thấy đường. Mấy cây cỏ này ghét lắm à. Trồng củ cải mà không có củ cải để ăn này các bạn coi nè, nó lùng chịt gì nó coi, có bông này nè, chắc là đến ngày đến tháng của nó các bạn ha, đến tuổi của nó là phải có bông thì mình nhổ mình ăn thôi, chứ giờ để nó cũng không có củ để làm chi các bạn ha. Ây da, buồn quá vậy nè, trồng củ cải mà không có củ. Người ta có củ người ta nhổ không hết, còn mình không có củ để nhổ. Đó, hy vọng hai cây này là củ cải nè, còn cây này không phải nè, không phải thì chị tiễn em lên đường rầu nhổ lộn cây củ cải rầu. Cây này là cây củ cải nè, cái lá nó nè các bạn nè, các bạn trồng các bạn để ý nha. Mình lúc mua giống về á, mình bị lộn á các bạn. Giống này thì mình được cho rồi, mình để tự để giống mà chắc mình để lộn rồi thôi. Nhìn nó giống nhau quá chắc để lộn rồi. Đây còn một cây nữa, một cây nữa nhổ hết luôn không có để. Để chừa em nào có củ lại thì để thôi. Nên mình hái được như đây nè các bạn ơi, được bữa canh rau rồi. Thôi kệ, chồng không có củ thì mình ăn rau đỡ đi các bạn ha. Chia sẻ của mình với các bạn một chút xíu, mình trồng củ cải mà nó không có củ vậy đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn các bạn trong video sau nha. Nhớ subscribe kênh của mình để nghe mình chia sẻ nha các bạn.